Chào bạn, tôi là bác sĩ Huy đến từ nha khoa Thùy Anh và đây là chương trình nha khoa dành cho mọi người. Sâu răng thì là một trong những tình trạng răng miệng phổ biến nhất hiện nay. Gần như ai trong số chúng ta cũng đã và đang có một hoặc là vài chiếc răng bị sâu. Nguyên nhân chủ yếu là do không chăm sóc răng miệng thường xuyên, khiến mảnh vụn thức ăn tích tụ thành màng bám và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu mà không phát hiện và xử lý kịp thời, vi khuẩn sẽ phá hủy cấu trúc của răng, dần dần gây cảm giác ê buốt, đau nhức khi mà ăn uống. Để điều trị sâu răng thì hàn răng là phương pháp kinh điển lâu nay vẫn được sử dụng. Composite là vật liệu hàn răng phổ biến với ưu điểm kể đến như là màu sắc tương đồng với răng, độ bền tương đối tốt, giá thành hợp lý và thời gian chám nhanh. Nhưng mà hiện nay, cụm từ hàn răng bằng inlay online sứ được các nha sĩ và truyền thông quảng cáo nhắc tới nhiều hơn. Vậy phương pháp hàn răng này là như thế nào? Có khác gì với hàn răng thông thường? Và quy trình làm ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Đây là video dành cho các bạn đã từng hàn răng và chưa hài lòng về thẩm mỹ của miếng chám. Dù chám thế nào vẫn thấy nó khác màu, hình thể không đẹp, hoặc là hàn nhiều lần nhưng mà lỗ sâu không khỏi, tái phát liên tục dẫn tới hôi miệng, thậm chí là đau nhức. Đặc biệt nếu bạn là một người bận rộn, cần tìm một giải pháp toàn diện và chắc chắn hơn. Đầu tiên thì hàn răng bằng inlay onlay là gì? Khi mà răng hàm của bạn bị sâu, bị vỡ, một phần do va đập hay là mòn bề mặt, và chung là răng bị mất chất nhiều, thì nha sĩ sẽ tái tạo lại hình thể và chức năng ăn nhai ban đầu bằng cách tạo ra một phần răng mới có hình thể tương ứng với phần răng bị mất chất, sau đó gắn chắc lên răng bằng chất gắn chuyên dụng trong nha khoa. Phần răng mới này được gọi là miếng dán sứ inlay onlay. Miếng dán inlay onlay là kết quả của nỗ lực tìm kiếm vật liệu thay thế răng thật sao cho là không quá cứng có thể gây mòn răng đối diện, cũng không quá mềm có thể dẫn tới bị mòn đi nhanh chóng, và quan trọng là màu sắc hình thể tùy biến trên một phổ rộng giúp nha sĩ bay bổng trong vai trò thiết kế lại chiếc răng gặp vấn đề của bạn. Về mặt định nghĩa học thuật thì để phân biệt inlay onlay thì inlay nhằm chỉ những trường hợp lỗ sâu nằm giữa mặt nhai của răng chưa lan ra các mối xung quanh, các bạn nhìn hình ảnh sau đây. Và so với kỹ thuật inlay thì hàn răng onlay áp dụng trong trường hợp răng bị tổn thương rộng hơn từ hai bề mặt răng trở lên. Hàn răng inlay hay là onlay thì về bản chất đều giống nhau, chỉ khác nhau về độ rộng của tổn thương mà thôi. Vậy khi nào nên lựa chọn phương pháp hàn răng inlay onlay? Khi mà răng bạn có những cái lỗ sâu nhỏ, nông ở trên bề mặt nhai thì hàn răng bằng chất hàn Fuji Composite có thể là lựa chọn tốt vì vừa tiết kiệm được thời gian cũng như là một phần chi phí điều trị. Hoặc là đối với trẻ em cũng không cần cầu kỳ đến mức làm inlay onlay làm gì cho tốn kém. Tuy nhiên, nếu mà răng bị sâu vỡ lớn hay là sâu ở vị trí răng hàm thì miếng dán sứ inlay onlay sẽ là giải pháp tốt nhất cho bạn. Dưới đây là những cái lý do đáng để bạn lựa chọn phục hồi inlay onlay. Đầu tiên đó là độ bền của vật liệu. Bản chất của composite là gốc nhựa nên kém bền dưới lực nhai thường xuyên của răng. Theo thời gian thì mối hàn composite sẽ bị sứt mẻ, nên nhiều khi ở phòng khám chúng tôi vẫn bắt gặp những cái than phiền của bệnh nhân rằng mối hàn bị bong hay là hàn đi hàn lại nhiều lần vẫn bị rơi. Ngược lại thì inlay onlay là bằng chất liệu sứ rất là cứng chắc, bền dưới lực tác động mạnh. Theo các chuyên gia thì tuổi thọ trung bình của mỗi một chiếc miếng chám inlay onlay sẽ dao động từ 15 tới 20 năm. Bởi chất liệu sứ có độ cứng lên tới 400 MPa, cao hơn cả với răng thật, nên bạn hoàn toàn có thể ăn nhai thoải mái mà không lo hiện tượng sứt mẻ. Ưu điểm thứ hai đó là sự kít sát với mô răng gốc. Composite thì có tính co rút dần theo thời gian, tạo thành những cái vi kẽ nhỏ. Thức ăn từ đó sẽ mắc vào những cái vi kẽ này, lâu dần gây nên tình trạng sâu tái phát dưới mối hàn. Vì ở bên dưới nên rất là khó nhận ra, dẫn đến sâu tiến triển âm thầm, lâu dần lan tới tủy, khi đó phải chữa tủy, nặng hơn là phải nhổ bỏ răng. Đối với inlay onlay sứ thì nha sĩ sẽ tiến hành lấy dấu răng của bạn sau khi mà sửa soạn và gửi đến labo chế tác. Các kỹ thuật viên ở xưởng sẽ thiết kế và đúc miếng sứ tương ứng với phần mô răng bị mất chất theo dấu răng của bạn, chuẩn xác về mũi rãnh, bề mặt, khi sát tuyệt đối với mô răng thật, chuẩn khớp cắn cũng như là tái tạo đúng cấu trúc giải phẫu của chiếc răng ban đầu. Và sứ thì sẽ không bị co ngót như là nhựa. Bạn cũng không còn lo các vấn đề về rắt thức ăn gây hôi miệng hay là sâu răng tái phát. Việc chế tác trên mẫu thạch cao thì cũng có những ưu thế tuyệt đối trong việc kiểm soát độ sát khít, đặc biệt là vùng tiếp xúc với răng bên cạnh. Đây thực sự là ưu thế đáng tiền để đầu tư các bạn ạ. Tiếp theo đó là tính thẩm mỹ. Composite thì là nhựa nên theo thời gian răng bạn sẽ bị đổi màu ố vàng, gây mất thẩm mỹ. Nhưng đối với hàn răng inlay onlay, do được chế tác gián tiếp ngoài miệng, tỉ mỉ, cẩn thận từ sứ nguyên khối nên màu sắc sẽ giống như răng thật. Sứ không có thay đổi tính chất sau nhiều năm tồn tại trong miệng, do đó thì miếng chám sẽ được giữ được màu bền lâu, không dễ bị đổi màu hay là ngấm nước bọt. Và ưu điểm cuối cùng đó là bảo tồn mô răng thật. Một mối hàn với composite đòi hỏi phải có độ lưu giữ nhất định, khi mà lỗ sâu lớn thường sẽ phải lấy thêm nhiều răng thật để làm ngàm lưu. Tuy nhiên thì hàn răng inlay onlay chỉ cần lấy hết phần mô răng sâu và sửa soạn nhẹ, không lấy thêm mô răng thật. Đây là một trong những lợi ích to lớn mà inlay onlay mang lại cho bạn.
quy trình hàn răng bằng Ileo lay sứ diễn ra như thế nào. Thông thường thì bạn sẽ trải qua hai lần hẹn. Ở buổi hẹn đầu tiên, bác sĩ sẽ thăm khám tổng quát kỹ lưỡng, kiểm tra toàn diện các cái bề mặt để xác định vị trí, mức độ của lỗ sâu, chụp phim X quang để đánh giá xem lỗ sâu đã vào tủy hay là chưa và phát hiện những cái lỗ sâu ẩn khó thấy trên miệng. Nếu mà răng sâu tới tủy thì cần loại bỏ hết tủy viêm, sau đó chám bít ống tủy rồi mới tiến hành hàn răng bằng inlay onlay hoặc là bọc răng sứ. Trường hợp nếu chiếc răng chưa bị sâu vào tủy thì nha sĩ sẽ làm sạch hết phần mô răng sâu bị mục nát, vỡ mẻ hay là quá mỏng, sau đó lấy dấu sao chép khuôn răng trong miệng ra ngoài và chụp ảnh sau màu răng. Lỗ sâu sau khi sửa soạn trong thời gian chờ từ 3 đến 5 ngày, kỹ thuật viên labo chế tác miếng dán sứ inlay onlay thì cũng được hàn tạm thời để bạn ăn uống bình thường, tránh lóng động thức ăn. Ở buổi hẹn thứ hai thì nha sĩ sẽ thử răng và gắn cố định trên miệng bằng xi măng gắn da khoa chuyên dụng, làm sạch chất gắn dư và đánh bóng là hoàn tất quy trình. Chiếc răng vỡ lớn lúc này trở thành chiếc răng nguyên vẹn, đảm bảo thẩm mỹ cũng như là ăn nhai. Thời gian cho mỗi một lần hẹn sẽ khoảng 30 tới 45 phút tùy vào tình trạng răng. Nhiều bạn hỏi liệu sau khi gắn khối hàn có dễ bị bong bật hay là không. Với sự phát triển và cải tiến của vật liệu dán trong nha khoa thì chất gắn Ileolay có lực dán dính rất là lớn, đảm bảo sau khi gắn không thể bị bong bật ra được. Tại nha khoa Thùy Anh thì mỗi miếng dán sứ được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 năm. Nếu bạn ăn nhai gặp các vấn đề như là sứt mẻ, bong sút, tuy nhiên thì bạn cũng cần phải kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thì độ bền của miếng dán mới dài lâu được. Vậy nên hàn răng inlay onlay hay là bọc răng sứ? Trước đây thì với những răng bị sâu vỡ lớn, thường mọi người sẽ chọn chụp bọc để bảo vệ răng. Tuy nhiên với phương pháp này, ngoài vị trí sâu răng sau khi mà làm sạch và tái tạo lại thì nha sĩ sẽ phải mài nhỏ 5 mặt xung quanh của răng, mài cả vào phần mô răng lành mạnh. Một số bệnh nhân có răng nhạy cảm sau khi mà mài chụp còn gặp phải hiện tượng ê buốt. Răng thật là đáng quý nhất, do vậy mà nha khoa đương đại phát triển cùng với triết lý xâm lấn tối thiểu. Giải pháp inlay onlay chỉ cần loại bỏ phần mô răng bệnh, quy trình này ít xâm lấn hơn so với mài chụp, không lo ê buốt và giữ lại tối đa mô răng lành mạnh. Chi phí để hàn răng inlay onlay sứ là bao nhiêu? Tại phòng khám chúng tôi thì chi phí cho một phục hình gián tiếp inlay onlay sứ dao động từ 3 đến 6 triệu đồng cho một răng. Với những ưu điểm vượt trội bao gồm tính chính xác cao, độ bền chắc, không co rút hay là đổi màu theo thời gian, bảo tồn tối đa mô răng thật, thì việc bạn bỏ ra một chi phí điều trị cao hơn một chút là hoàn toàn xứng đáng để bạn lựa chọn, đặc biệt là với các bạn bận rộn và có điều kiện chi trả. Hy vọng là thông qua video ngày hôm nay, nếu bạn hoặc là người thân gặp phải tình trạng sâu răng đã có được giải pháp phù hợp cho mình. Dù chọn hàn răng bằng chất liệu nào thì chuyện phát hiện xử lý sớm cũng luôn được khuyến cáo. Nếu chưa đủ kinh phí cho inlay onlay, một mối hàn thông dụng vẫn sẽ là giải pháp tạm thời nên thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bạn đừng quên truy cập vào website nhakhoathuyen.com để xem thêm nhiều thông tin hữu ích về bảo tồn răng thật do đội ngũ chuyên môn chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Tôi là bác sĩ Huy đến từ Nha khoa Thùy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.